Cây hoa tulip khổng lồ bí ẩn. Mùi thơm thật. Những món này chắc sẽ ngon hơn nhiều nếu bọn mình có thêm một số loại thảo mộc nữa nhỉ? Thảo mộc sao? Đúng vậy, giống như rau thơm ấy. Thật sao? Nghe có vẻ ngon lắm đây. Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người tới với cuộc đua thám hiểm thế giới. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là một nhiệm vụ hết sức tuyệt vời, được tổ chức tại xứ sở của các loài hoa. Nhiệm vụ nào đang chờ đợi chúng ta đây nhỉ? Đúng vậy. Nhiệm vụ hôm nay là... Hãy tìm ra hạt giống của loài hoa tulip khổng lồ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Những ngày gần đây, ô nhiễm môi trường đã khiến cho loài hoa tulip khổng lồ có nguy cơ bị tuyệt chủng. Mọi người ơi, làm ơn hãy đi cứu hoa tulip ngay đi nào. Hẹn gặp lại các bạn. Hả? Một bông hoa sao? Robin, bọn mình cần thông tin về loài hoa tulip khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng. Robin, bắt đầu tìm kiếm. Tulip khổng lồ, một loài hoa thuộc họ Huệ Tây, thân cây cao tới 30 mét. Loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng này có nguồn gốc từ khu vực bí ẩn của xứ sở hoa. Được rồi, vậy bọn mình nên đi đến đâu nào? Đi thôi, tới xứ sở hoa thôi nào. Giữ chặt nha. Chi, làm ơn từ từ thôi. Ô, nhìn kia, hoa ở khắp mọi nơi. Đây có phải là khu vườn bí ẩn không nhỉ? Tại sao nơi này lại gọi là bí ẩn chứ? Hãy tìm bông hoa tulip khổng lồ đi. Tulip ơi, cậu ở đâu vậy? Mùi thơm này, nó có thể nào là một loài thảo mộc chăng? Không phải, đây có thể nào là... Này, các cậu, đến đây nhanh lên. Nó trông giống như hoa tulip khổng lồ vậy. Nhưng nó nhỏ quá. Này, các cậu, nhìn kia. Đồng hồ Annie nói rằng hoa tulip khổng lồ đang ở ngay đây. Có khi nào đồng hồ Annie bị hỏng rồi không? Robin, quét năng lượng sống của hoa này đi. Phân tích cho thấy rằng năng lượng sống của bông hoa phù hợp với năng lượng sống của hoa tulip khổng lồ. Sao có thể như vậy được? Nếu vậy, điều đó có nghĩa đây là hoa tulip khổng lồ sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cháu không biết lịch tưới cây sao? Các cháu đang làm gì ở đây vậy hả? Bọn cháu ở đây để tham gia cuộc đua thám hiểm thế giới. Bọn cháu đang đi tìm hoa tulip khổng lồ. À, chuyến thám hiểm thế giới. Trước đây ông cũng đã từng tham gia đó. Nhưng ông lại bị thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên. Vậy chắc các cháu đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên rồi nhỉ? Bọn cháu gặp may thôi ạ. Được rồi, vậy nhiệm vụ lần này là đi tìm hoa tulip khổng lồ sao? Vậy thì tất cả các cháu thực sự rất may mắn. Thật không ạ? Ông có thể giúp các cháu đó. Hoa tulip khổng lồ đang ở ngay cạnh chân của mấy đứa. Mình biết ngay là bọn mình đã nhìn thấy nó mà. Giờ bọn mình chỉ cần thu thập một vài hạt giống về nữa thôi. Cái gì? Hạt giống sao? Vâng ạ, nhiệm vụ của bọn cháu là tìm ra hạt giống hoa tulip khổng lồ. Vậy thì ông nghĩ mấy đứa hết gặp may mắn rồi. Ý ông là sao ạ? Hãy nhìn qua bên đó đi. Các cháu đã bao giờ nhìn thấy hoa tulip khổng lồ nở chưa? Khoảnh khắc tuyệt vời khi những hạt giống khổng lồ bay trong gió. Nhưng hoa tulip không nở nữa rồi. Sau khi họ xây dựng nhà máy sản xuất nước hoa, xứ sở hoa đang bị ô nhiễm nặng và dần dần mất đi hương thơm. Muốn có được hạt giống thì tulip khổng lồ phải nở hoa mới được. Cậu ấy ở đó bao lâu rồi vậy? Mình nghĩ là 6 giờ và 29 phút. Không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Cô ấy nói về năng lượng sống này và thứ gì gì đó. Xong rồi. Cậu ấy thành công rồi hả? Cho mình xem với. Cậu đã làm gì vậy? Bằng cái này, bọn mình có thể bảo tồn được hoa tulip khổng lồ. Thật không? Đúng vậy, thứ này sẽ giúp mình tăng tối đa năng lượng sống của cây. Chỉ cần một giọt thôi là cái cây sẽ phát triển nhanh chóng cho mà xem. Nhưng như vậy thì sẽ giúp ích gì cho hoa tulip khổng lồ cơ chứ? Nếu như ông Kiến nói đúng, hoa tulip khổng lồ cần phải nhanh chóng phát triển và nở hoa thì bọn mình mới lấy được hạt giống.
Điều bọn mình phải làm bây giờ chỉ là để nó ngồi thôi. Mình có thể làm gì được không? Mình thực sự muốn giúp đỡ các cậu. Không sao đâu, Sayo. Cảm ơn cậu. Có lẽ mình có thể làm cho cậu ấy một ít bóng bánh mì kem tươi yêu thích của Pin Pin. Hả? Chuyện gì đang xảy ra với cục bột vậy? Hay là do mình đã cho quá nhiều kem vào rồi? Hay là vẫn chưa đủ vùng bánh mì nhỉ? Sayo? Cậu đã cho thứ gì vào bột vậy? Hình như là vùng bánh mì thì phải. Cậu đã cho hết toàn bộ thế này vào đó sao? Đúng vậy, nhưng sao thế? Có chuyện gì vậy? Nằm xuống. Đó là cái gì vậy? Đó là một con quái vật. Cậu có thấy không? Cái khối bột khổng lồ đó. Đó đúng là một con quái vật. Trông nó có vẻ mạnh lắm. Nó có ăn thịt bọn mình không ta? Sayo, cậu đã nói là đã đổ cả lọ có đúng không? Đúng vậy, toàn bộ, tất cả luôn sao? Ừ, đúng vậy. Cậu còn bỏ gì trong đó nữa vậy? Bột, muối, đường và kem. Rất nhiều kem. Đúng rồi, là kem. Chất béo trong kem phản ứng với năng lượng sống, là điện phát nổ, và nó lại phản ứng với năng lượng điện. Hãy vào xem sao đi. Bọn mình phải đối mặt với nó trước đã. Nếu nó ăn thịt bọn mình thì sao? Hay là bọn mình cứ bỏ lại Funny Bunny? Vậy bọn mình về nhà bằng cách nào đây? Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Có lẽ sống ở đây cũng không đến nỗi tệ. Mình không thể chịu được nữa. Mình tò mò muốn biết đó là thứ gì quá đi mất. Được rồi, đi nào. Có thứ gì đó ở bên kia. Ngay bây giờ, khi nào mình đến tới ba, thì bọn mình cùng tấn công nha. Một, mình sợ quá. Hai, ba. Cậu ta đang làm gì vậy? Không không, dừng lại đi. Shang-kun, Shang-kun. Cái gì? Shang-kun sao? Shang-kun ngon. Kem ngon tuyệt. Dừng lại, dừng lại. Nhột quá. Vậy là anh chàng này được làm từ kem sao? Cậu không thấy hả? Cậu ta đã nuốt chửng cả chiếc bánh chỉ trong một lần đó. Không chỉ là chiếc bánh thôi đâu, cậu ta còn nuốt trọn nhiệm vụ của bọn mình nữa. Cậu nói đúng, không còn cơ hội nào để lấy được hoa tulip khổng lồ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi, đúng không? Này, cậu có biết gõ cửa không hả? Bọn mình không có thời gian cho việc đó đâu. Chuyện gì vậy? Bọn mình chỉ còn một giọt nữa thôi. Một giọt sao? Đúng vậy, một giọt có năng lượng sống. Sau khi Sayo đổ hết lọ, chỉ còn lại một giọt nữa thôi. Thật không? Có lẽ bọn mình có thể làm gì đó với nó đó. Chúng ta không bao giờ biết trước được, có phải không? Không có gì xảy ra cả. Có thể là không đủ rồi. Thôi, quên nó đi vậy. Hãy đi ngủ một giấc thật ngon, được chứ? Được rồi, chúc ngủ ngon nha, quái vật kem tươi. Một con quái vật kem yêu hoa sao? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không biết. Hả? Hoa tulip đang phát triển nhanh chóng mặt luôn. Ra ngoài, mọi người ra ngoài ngay.
Nhìn kìa, những bông hoa đang nở. Wow, tuyệt thật đó. Khung cảnh này đẹp quá đi mất. Bọn mình đã tìm được hạt giống của hoa tulip khổng lồ rồi. Điều này có nghĩa là bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có đúng không? Tuyệt vời, hoàn hảo. Đây là một tin vui, tuyệt vời quá đi. Được rồi, nhiệm vụ thứ hai, thành công. Bọn mình khá là ăn ý đó chứ. Cậu có nghĩ vậy không? Giờ cậu mới biết hả? Các cậu có biết lý do tại sao hoa tulip khổng lồ lại nổi tiếng như vậy không? Do hạt của nó rất ngon đó. Sen-kun thích ăn món ngon. Chỉ một cây thôi là có thể đủ cho cả 100 người đó. Bọn mình có thể ăn hết nổi không vậy? Đừng lo lắng, bọn mình có Sen-kun nữa mà.